Khả năng banh tim của team Kỳ Duyên Minh Triệu rất là cao. Mình chỉ dám hy vọng 10% học có thể quay trở lại. Em sẽ ngồi ở đây và chờ em quay lại. Và cái tâm thế gọng kỳ mà Duyên với cả Triệu đang ở, mình chỉ dám hy vọng 10% học có thể quay trở lại. Con số 10% Triệu thấy cũng còn hơi cao. Mình vẫn phải tỉnh táo để mình hiểu được tình thế mọi thứ đang như thế nào và cho bản thân mình có những cái sự chuẩn bị về tâm lý tốt hơn. Chị rất là tiếc khi em phải chia tay với Hoàng Học. Vì Hoàng Học không phải là The Face Việt Nam 2023. Không có được chiến thắng sau 2 vòng thử thách và hai chị cũng đã đưa một cái đoạn đường rất là thoáng đối với các thí sinh của mình để đưa các bạn về nhà đến thử thách thứ 3. Nếu mà chúng ta không sốc lại tinh thần thì khả năng banh tim của team Kỳ Duyên Minh Triệu rất là cao. Chị Phương thắng á thì đang về. Hôm nay chị Thư thắng thì học về. Chị nghĩ là mọi thứ nó cũng dần rõ ràng hơn rồi đó. Mấy đứa cần phải sốc lại tinh thần hơn và đừng để cho người khác leo lên đầu lên cổ nữa. Mình muốn người ta tôn trọng á thì chứng minh có năng lực. Khi mà mình cứ phải gào lên như vậy, mình tranh nhau nói như vậy để làm gì? Không muốn nghe mình thì mình nói làm gì nữa? Chúng ta còn nhiều thử thách nữa để làm. Và các em hãy luôn nhớ với chị một điều rằng là lên sàn đấu, ba giám khảo họ vẫn sẽ chấm giữa ba đội riêng với nhau. Tỉnh táo đầu óc lên. Chị chỉ cho phép mấy đứa xuất hiện với gương mặt ủ rũ như thế này lần cuối cùng. Lần sau gặp lại tại các thử thách, chị không muốn thấy những gương mặt ủ rũ như thế này nữa. Đây là vòng loại mà chơi chiêu với tôi à? Nó phải chiêu, tại vì rõ ràng là nó bị 5 điểm mà lúc chị chỉ tập trung vào cái váy của bạn ấy đúng không? Mà lỗi là lỗi của em. Em rất là sợ, chị rất loại như một thí sinh mạnh của đội em. Thật em sự nếu mà hôm nay Hoàng Anh làm không tốt thì nguy cơ đi rất là cao. Em biết. Thí sinh ở bên đội của Kỳ Duyên Minh Triệu rất là mạnh. Em biết, em tin vào sự công tâm của chị. Và nếu như lúc đó có một thí sinh mạnh hơn Hoàng Anh thì Hoàng Anh phải đi về. Đó là bài học cho em và Hoàng Anh. Em luôn dạy các bạn ấy, trước khi có thể làm được người của công chúng thì phải là người tử tế cái đã. Mình không là người tử tế thì em nghĩ là mình không xứng đáng cho công chúng yêu thương. Và cũng không thể dạy dỗ được ai. Dạ, đúng rồi. Thôi nghỉ nhá. Em mới chị nhiều. Đau lưng quá. Về ăn mừng sinh nhật. Kết thúc 2 tập, team Vũ Thu Phương đã bảo toàn được 5 thí sinh. Đây là một niềm vô cùng hạnh phúc. Chắc chắn bọn em sẽ không một mình. Bọn chị chỉ cần thấy một cái tín hiệu cố gắng từ bọn em thôi thì bọn chị cũng sẽ không ngại để xông pha cùng bọn em, đương đầu với tất cả những thứ có thể là còn hơn những cái em thấy ban nãy nữa. Bọn chị không ngại thì bọn em ngại gì nữa. Để mà tổng kết lại sau phần thử thách thứ 2, cái câu mà nó phù hợp nhất với team của bọn mình lúc này đó chính là ngàn cân treo sợi tóc. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 25 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial.